Sản phẩm Việt ngày càng có mẫu mã bắt mắt hơn, sang trọng hơn. Các doanh nghiệp Việt ngày càng chú trọng hơn đến mẫu mã sản phẩm, trang bị cho sản phẩm những nhãn dán không thua kém gì hàng ngoại nhập. Và các cơ quan nhà nước, các hội doanh nghiệp cũng luôn hỗ trợ để doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm có bao bì ngày càng thu hút hơn. Sản phẩm hàng hóa trên thị trường ngày một đa dạng và phong phú hơn, và nhãn dán hàng hóa chính là thứ thu hút khách hàng trước nhất, tạo ra lợi thế đầu tiên trong mắt khách hàng. Tại các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị hiện nay, dễ dàng thấy hầu hết các sản phẩm đều có nhãn dán bao bì rất sinh động. Bên cạnh đó, các đơn vị thương mại cũng chú trọng hơn đến việc trưng bày sản phẩm, nên hàng hóa càng phô diễn nét đẹp mắt do nhãn dán mang lại, hút mắt người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm một cách thức thiết kế nhãn dán khác nhau, phù hợp với loại hình sản phẩm và đối tượng khách hàng doanh nghiệp muốn hướng tới. Và chính sự đẹp mắt của nhãn dán sản phẩm là một trong những lý do khiến người tiêu dùng Việt thích thú hơn khi lựa chọn hàng Việt tại các điểm mua sắm. Nhãn dán là thứ đầu tiên đập vào mắt khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng khi đến nơi mua sắm thường chú ý đến các sản phẩm có nhãn dán bắt mắt, ấn tượng. Và rất mừng là trong thời gian qua, nhãn dán, bao bì của sản phẩm Việt đã có sự thay đổi mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn của người tiêu dùng và cũng tác động lên sự chọn lựa hàng hóa của khách hàng. Tôi thường xuyên dùng hàng Việt, tại vì hàng Việt Nam mẫu mã vừa đẹp mà vừa chất lượng cao nữa. Tôi cũng thường mua hàng Việt Nam về dùng, bây giờ những mẫu mã cũng đa dạng nhưng mà chất lượng cũng tốt lắm. Công dụng lớn nhất của bao bì là bảo vệ sản phẩm bên trong. Tuy nhiên, ngoài công dụng này thì bao bì còn giới thiệu sản phẩm bên trong. Nói cách khác, bao bì chính là hệ thống nhận diện thương hiệu của sản phẩm. Nếu thiết kế đúng mục đích thì bao bì nhãn dán còn mang tính cách, tính chất của sản phẩm, tạo nên sự khác biệt và nổi bật giữa sản phẩm này và sản phẩm khác. Và khi bao bì thực sự tạo được ấn tượng với người tiêu dùng thì họ mới mua sản phẩm và sẽ yêu thích sản phẩm đó nếu chất lượng sản phẩm thực sự tốt. Cái người khách hàng mà họ tiếp xúc với doanh nghiệp ấy, họ hoàn toàn không biết doanh nghiệp là ai và sản phẩm của doanh nghiệp như nào, nhưng mà cũng không có một cái nhân viên để mà đứng đó để giới thiệu, hay là rất ít cơ hội để mà tiếp cận với khách hàng ở xa doanh nghiệp. Vì vậy bao bì ở góc độ đó chính là đại sứ thương hiệu của doanh nghiệp, là họ truyền tải cho tầm nhìn, sứ mệnh, khát vọng của doanh nghiệp. Vì vậy suy cho cùng, một cái bao bì mà thiết kế hiệu quả thì chúng tôi vẫn đánh giá là bao bì có thể kể cho khách hàng nghe được một câu chuyện. Là một người con được sinh ra và lớn lên tại quê hương đất đỏ và truyền thống cách mạng, và hiện tại là mình cũng đang làm cái sản phẩm Lê Kim Ma, nó gắn liền với lại cái nét đặc trưng của quê hương. Mình cũng mong muốn là cái sản phẩm trà Lê Kim Ma này không chỉ là sản phẩm đặc trưng của quê hương mà nó là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo các nhà sản xuất, bao bì được xem là phương tiện thể hiện sản phẩm, là cái ưu việt nhất trưng bày về kiểu dáng, mẫu mã, là phương tiện thông báo tốt nhất về phẩm chất và tính sáng tạo. Bao bì là bộ phận hợp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Không có bao bì hàng hóa, sản phẩm sẽ không được nhận biết cụ thể và chi tiết. Cũng từ việc phải có thông tin cụ thể bên ngoài, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa còn có vai trò chống hàng giả, hàng nhái. Nhiều doanh nghiệp thường phải thay đổi nhãn dán bao bì để tránh bị hàng giả, hàng nhái. Và điều này được hỗ trợ bằng cách gắn các thiết bị kiểm tra hàng hóa trên nhãn dán như QR code, mã vạch trên bao bì. Vì hiện tại trên thị trường hiện nay á, là yến giả, yến kém chất lượng tràn lan và rất là nhiều người tiêu dùng là mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng và sử dụng rất là hại cho sức khỏe, nên là Yến Sa Hồng Oanh mong muốn lan tỏa và gửi những cái kiến thức về tổ yến để mọi người có thể là phân biệt được đâu là hàng giả, đâu là hàng thật. Với các doanh nghiệp sản xuất, mẫu mã sản phẩm đã trở thành một cách thức cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh với các sản phẩm cùng ngành nghề và cạnh tranh ngay với cách thức chọn lựa của khách hàng. Nhiều doanh nghiệp sản xuất nhỏ không ngại đầu tư máy móc thiết bị hoặc đi học các khóa thiết kế nhằm thay đổi mẫu mã hàng hóa. Thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu hiện nay chính là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận được kiến thức trong lĩnh vực thiết kế mẫu mã cũng như xu hướng của người tiêu dùng. Bởi vì thị hiếu của khách hàng thì ngày càng tăng lên, vì vậy nên nhu cầu mà
Vì vậy nên việc mà nghiên cứu thị trường để xem coi thị hiếu của khách hàng hiện nay như thế nào về mẫu mã cũng như là khẩu vị của các dòng sản phẩm á, luôn luôn là thay đổi và phát triển, nên chúng tôi vẫn luôn luôn nghiên cứu để cho ra. Hiện tại thì bên chúng tôi là có cái bao bì được sản xuất thiết kế riêng, nó mang rất là đặc thù chứ không phải là những cái sản phẩm mà như các cái mặt hàng khác, ví dụ như là những cái ly nhựa hoặc là những cái hũ trắng. Thì bây giờ chúng tôi có những cái hàng chị thấy là rất là thương hiệu, rất là đặc sắc và rất là rõ ràng. Thì chúng tôi thì hiện tại thì chúng tôi cập nhật và làm mới liên tục, nên là chúng tôi tin rằng là không có cái sản phẩm nhái hoặc là mạo danh ở đây ạ. Theo quy định thì nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt: tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp thường loay hoay với mẫu mã bao bì nhiều hơn vì thường họ tự thiết kế thay vì đi thuê các doanh nghiệp thiết kế chuyên nghiệp để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Có nhiều doanh nghiệp phải thay đổi nhiều lần mới đạt được thiết kế ưng ý, đúng yêu cầu. Thực ra là cái bao bì nó là một cái quyết định, nó quyết định đến cái sức mua của khách hàng. Trước tiên là nó phải bắt mắt khách hàng và nó phải đưa đến là khách hàng đang có nhu cầu, nhưng để làm sao mà người ta có thể quyết định mua, nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái bao bì sản phẩm của mình, nó có tiện dụng hay không, nó có hợp lý khi mà người ta sử dụng đem đi biếu tặng hay là sử dụng trong văn phòng hay không. Để tạo ra những mẫu mã sản phẩm đẹp, nhiều doanh nghiệp Việt không ngại đầu tư và học hỏi. Doanh nghiệp thường phải tìm hiểu tâm lý, sở thích, thị hiếu, nhu cầu của khách hàng, từ đó tìm hiểu, lựa chọn những hình ảnh cần thiết, rồi mới lên ý tưởng thiết kế. Nhiều doanh nghiệp đã coi mẫu mã bao bì của sản phẩm là một phần giá trị của sản phẩm và thể hiện câu chuyện sản phẩm của mình. Tuy nhiên, cho ra đời những bao bì, nhãn dán sản phẩm không hề đơn giản, và không phải nhãn dán nào cũng nói lên câu chuyện của sản phẩm. Bởi lẽ, để nhãn dán thể hiện được cả một câu chuyện về sản phẩm, đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải có sự đầu tư lớn. Nắm bắt được yêu cầu của doanh nghiệp về nâng tầm mẫu mã bao bì sản phẩm, nhiều cơ quan quản lý nhà nước, hội doanh nghiệp đã tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện dành riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến mẫu mã bao bì. Đây là một lớp tập huấn thiết kế bao bì sản phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức. Qua những chương trình học tập như thế này, các doanh nghiệp cho biết họ hiểu hơn tầm quan trọng và đầu tư hơn cho nhãn dán sản phẩm nhằm nâng cao thương hiệu cho sản phẩm và cho doanh nghiệp. Thì bao bì có hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nhất là tiêu chuẩn của thị trường, tức là nơi mà khách hàng sẽ mua sản phẩm đó. Với mỗi thị trường khác nhau thì sẽ có một quy định khác nhau về bao bì. Ví dụ, muốn xuất khẩu là phải có HACCP và ISO. Hoặc nếu bán được ở trên cái hàng siêu thị, nhất định phải có tiêu chuẩn tối thiểu là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy gọi là những quy định của thị trường. Tùy thuộc vào nơi mà các chị bán sẽ có những quy định. Buổi ngày hôm nay là một buổi tập huấn về những cái chuyên gia sẽ đến đây sẽ chia sẻ với anh chị thế nào là bao bì chuẩn và bao bì theo tiêu chuẩn của thị trường thì phải tối thiểu phải gồm có những nội dung nào trên bao bì. Ngoài việc là logo, ngoài việc hình ảnh sản phẩm thì có những nội dung tiêu chuẩn chúng tôi hay ví von, ví dụ như là bao bì các anh chị không ghi ngày sản xuất là xem như là sẽ làm hoang mang cho người tiêu dùng rồi, và bao bì các anh chị lại không có cái công bố cái hàm lượng dinh dưỡng hoặc là những cái tiêu chuẩn của sản phẩm, hoặc không có, hoàn toàn không có vệ sinh là thực phẩm, chỉ có ghi chữ là sản phẩm sạch. Sạch không phải là tiêu chuẩn, sạch phải do một bên nào đó cấp và sạch theo cách nào nữa. Thì những cái điều căn bản như vậy thì hoàn toàn là có những chương trình tập huấn như này. Tuy chỉ là một tờ nhãn dán bên ngoài bao bì nhưng lại có ý nghĩa không nhỏ đối với sản phẩm, tạo nên sức hút đầu tiên và đỉnh cao hơn là thể hiện được câu chuyện của sản phẩm. Và chỉ từ những nhãn dán nhỏ nhỏ ấy, doanh nghiệp có thể tạo nên niềm tin đối với người tiêu dùng, bởi nó thể hiện được cái tâm của doanh nghiệp đối với sản phẩm của mình.